Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt. Đây là một cái nơi để cho chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực trading cho cộng đồng Trader Việt Nam. Nếu như mọi người vào Trader Việt đọc bài thì có thể biết được rằng Trader Việt là một cái diễn đàn dành cho trader, có thể nói là một trong những cái diễn đàn lớn nhất tại Việt Nam ha, với gần 50.000 bài viết ha và khoảng gần 90.000 thành viên. Đó, thì nếu như mà ở Việt Nam chúng ta có diễn đàn Trader Việt thì ở trên thế giới chúng ta cũng có một cái diễn đàn dành cho trader thuộc dạng siêu to khổng lồ khác, đó chính là diễn đàn Forex Factory. Và hầu như những cái trader đều biết đến cái diễn đàn này. Thì trong cái clip ngày hôm nay, Tùng Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái điều mà Tùng Anh biết về cái diễn đàn này để cho chúng ta có thể tận dụng nó như là một cái kho kiến thức để có thể là bồi dưỡng cho cái kỹ năng trading của chúng ta. Rồi, đây là cái giao diện của trang web Forex Factory ha. Đó, nếu mà mọi người không biết địa chỉ nó thì có thể nhìn vào đây ha. Chúng ta gõ và chúng ta search ra. Đó, trang Forex Factory. Thì bây giờ mình sẽ đi từ trên xuống dưới ha. Chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới để xem cái trang web này có những cái thông tin gì mà chúng ta có thể khai thác. Đó. Thì cái vấn đề đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta phải chỉnh cái múi giờ. À, chỉnh cái múi giờ. Ở bên cái góc trái màn hình này chúng ta có một cái đồng hồ, thì mọi người sẽ click vào đó. Đó, đó thì chúng ta sẽ chọn cái múi giờ là GMT cộng 7 ha. Đó, rồi có thể chỉnh định dạng là AM, PM hoặc là định dạng 24 giờ. Đó, rồi xong chúng ta save lại. Đó, thì khi mà chúng ta save lại thì nó sẽ hiển thị cái giờ của giờ local của chúng ta, tức là giờ Việt Nam. Mình lấy ví dụ đây ha, tức là ở mình đang là 15:07 thì ở đây cũng vậy ha. Thì tại sao cái chỉnh múi giờ này quan trọng? Tại vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thời gian mà hiển thị những cái lịch tin kinh tế cũng như là cái phiên giao dịch của chúng ta. Do đó là cái việc đầu tiên là mọi người phải sử dụng đúng cái múi giờ của mình ha. Đó. Rồi tiếp đến, ở phía dưới đây là chúng ta có một cái khu vực để cho chúng ta có thể theo dõi tỷ giá ha. Tỷ giá cái này thì chúng ta có thể tự thiết lập, ví dụ ở chỗ này chúng ta sẽ không có theo dõi Bitcoin, chúng ta sẽ theo dõi bảng Anh, ví dụ vậy ha. Đó, chúng ta gõ lại thì nó xem cho chúng ta chỗ này. Nếu chúng ta muốn thấy rõ hơn cái biểu đồ này thì chúng ta click vào đó. Đó, chúng ta click vào thì ở đây nó cũng có một cái nền tảng tương tự giống như TradingView ha. Đó, chúng ta có thể theo dõi giá như thế này. Đó, tuy nhiên là một số cái công cụ mà chúng ta cài đặt lên cái chart này thì nó bị hạn chế ha. Đó, ví dụ như khi chúng ta drawing nó cũng hạn chế nè, chúng ta cài đặt indicator nó cũng hạn chế hơn so với cái công cụ TradingView chúng ta. Đó, tuy nhiên nhìn chung mình thấy là nó khá mượt mà. Và thêm nữa là khi mà chúng ta có tài khoản ha, chúng ta login vào chúng ta có tài khoản rồi, chúng ta có một cái tài khoản trading thì chúng ta có thể nhập cái số tài khoản chúng ta và cái pass investor, và chúng ta có thể theo dõi cái dòng lệnh ha, của chúng ta ở trên cái trang này ha, mà không có cần phải mở cái phần mềm MT4 chúng ta ra hoặc là mở điện thoại chúng ta ra thì chúng ta vẫn có thể theo dõi trên cái trang này được ha. Và một cái lợi thế khác đó là nó có một cái dạng thống kê ha, tức là nếu như mà chúng ta liên kết cái tài khoản chúng ta với cái Forex Factory á, thì nó sẽ xuất cho chúng ta giống như là một cái thống kê dạng nhật ký giao dịch á. Nó sẽ bao gồm những cái điểm vào lệnh, phát lệnh, cái hiệu suất trading như thế nào đó, rồi thống kê lại xem là chúng ta có bao nhiêu lệnh, rồi cái hiệu suất giao dịch như thế nào, vâng. Đó, thì cái chức năng này thì nó tương tự
với lại cái chức năng ở trên máy Bixbook, nếu mọi người có dùng thì cũng có thể biết ha. Đó, thì đây là một cái chức năng cũng rất là hay mà mọi người có thể tận dụng ở trên trang Product Factory này. Rồi mình đi tiếp ha, xuống cái phần dưới thì chúng ta sẽ là một cái khu vực dành cho tin ha, dành cho tin tức. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ chia làm 3 loại ha, tức là một cái màu vàng tức là cái tin yếu, màu cam đó là nó mang tính trung tính, và màu đỏ đó là tin mạnh. Và tin mạnh thì thường nó sẽ gây những cái biến động mạnh hơn trên thị trường. Đó. Thì phía bên trái, phía bên phải chúng ta sẽ có một cái mục filter. Đó. Mục filter này thì mọi người có thể click vào đây. Đó. Click vào đây. Ví dụ như mình không muốn xem những cái tin mà nó có ảnh hưởng thấp, tin vàng. Đó. Thì và không cần xem những ngày nghỉ. Đó thì mình click vào, mình apply filter thì nó sẽ xóa những cái tin màu vàng chúng ta đi để chúng ta đỡ bị nhiễu ha. Đó, rồi ví dụ như chúng ta không có giao dịch đồng nhân dân tệ, không giao dịch đồng franc thụy sĩ chẳng hạn, đó thì chúng ta sẽ click vào đây thì những cái tin liên quan đến hai đồng tiền này thì nó cũng sẽ biến mất. Đó, và tương tự là những cái dạng tin tức, ví dụ như mình không quan tâm đến housing, không quan tâm đến bond, đó thì mình cũng có thể click vào đây và bỏ chọn nó thì nó sẽ không có hiển thị lên trên cái vùng thông tin về lịch kinh tế này ha. Rồi nếu như mà chúng ta muốn xem ngày hôm sau á, thì thứ nhất là chúng ta có thể click vào đây đó. Thì nó sẽ hiển thị ngày hôm sau, hoặc là chúng ta có thể bấm vào cái more này ha, đó thì nó sẽ sổ ra khoảng 7 ngày tiếp theo đó. Thì gồm những cái gì thì chúng ta sẽ biết được. Đầu tiên đó là cái thời gian phát hành ra cái tin tức này. Đó, thì cái thời gian này nó sẽ phụ thuộc vào cái mốc thời gian mà chúng ta đã xét. Nếu như mà xét theo giờ Việt Nam rồi á, thì cái này sẽ là giờ Việt Nam. Đó. Rồi tiếp theo là cái ảnh hưởng đến cái đồng tiền nào. Đó, và mức độ ảnh hưởng. Rồi thì tên cái sự kiện đó là gì. Và ví dụ như chúng ta để ý đến cái GDP của Canada đi, thì chúng ta có thể click vào cái detail này, thì nó sẽ sổ ra đó, những cái thông tin đi kèm, ví dụ như là trong 5 tháng trước thì cái dữ liệu là như thế nào, chúng ta cũng có thể biết ha. Và chúng ta có thể nhấn vào graph chỗ này thì nó sẽ cho như ra chúng ta một cái biểu đồ thống kê. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn trước đây thì nó rất là đều, nhưng mà từ năm 2020 thì có cái sự sụt giảm và sau đó là cái sự tăng đột biến, thì đây là do tình hình dịch bệnh ha. Đó. Còn ví dụ như khi mà chúng ta kéo ra khỏi cái vùng này đó, thì GDP nó sẽ như thế này, thì nó sẽ không có một cái biểu đồ xấu xí như thế này nữa. Đó, thì đây là những cái thông tin mà chúng ta có thể lấy ở trên cái mục tin tức của trang Product Factory. Phía bên tay trái của chúng ta thì nó miêu tả những cái thông tin về cái tin tức đó, thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm ha, để đọc, để biết thêm về cái tin tức này. Rồi mình di chuyển xuống phía dưới ha, thì cái phần tin tức này là một trong những cái mà mình để ý là các trader sử dụng nhiều nhất trên Forex Factory ha. Tuy nhiên cá nhân mình đánh giá thì đây không phải là cái phần hay nhất, mọi người cũng tiếp tục theo dõi ha. Rồi cái phần ở dưới này đó là cái chủ đề ha, chủ đề vừa được trả lời trên trang Factory. Ở dưới này là những cái chủ đề nóng nhất ở trên Factory, và thường là những cái chủ đề hay ở cái trên đây ghi ra trên đoạn ha. Ở phía bên tay phải chúng ta thì đó là những cái tin tức mới nhất và những cái tin tức nóng nhất. Thì đây là cũng là một cái mục mà mình thường sử dụng để khai thác những cái tin tức mà nó có ảnh hưởng đến thị trường và thú vị để đem về và được dịch ở trên Trader Việt cho mọi người cùng tham khảo. Rồi phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm một số cái mục, ví dụ như dành cho những trader giao dịch kim loại nè, giao dịch năng lượng nè, rồi crypto vân vân. Rồi ở phía dưới cùng thì chúng ta có hai mục. Thứ nhất đó là cái mục
về market sentiment, là cảm tính thị trường. Ở đây là nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái thông tin về cái lượng người mua và lượng người bán trên thị trường ha. Ở đây ví dụ chúng ta có 47% là mua và 53% là bán đối với cặp euro đô la. Đó thì sở dĩ mọi người thấy cái lượng trader nó ít như thế này á, là tại vì đây là cái số liệu mà Forex Factory nó theo dõi được ha. Tức là những cái tài khoản đã liên kết với Forex Factory thì nó sẽ lấy được cái thông tin này. Đó. Thì ở đây có một cái hạn chế, đó là nó không có, có thể là nó sẽ không, cái số liệu đó nó không có đại diện cho cái tâm lý chung của thị trường. Thì khi mà chúng ta muốn biết thông tin chi tiết á, thì chúng ta click vào đây ha. Đó, rồi nó sẽ sổ ra những cái thông tin, ví dụ như số lượng trader long short là bao nhiêu đó, rồi số lượng lot, rồi điểm vàng vân vân. Đó thì ở đây chúng ta có một cái thống kê nho nhỏ, đó là mà mọi người cần lưu ý ha, tức là chúng ta có một cái mức 50, đó là mức cân bằng này, phía dưới 50 đó là cái lượng người mua nhiều hơn, lượng người bán nhiều hơn, và phía trên đó là lượng người mua nhiều hơn. Đó. Thì chúng ta có thể tham khảo cái thống kê này, thì tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta có thể theo dõi cái dữ liệu này như thế nào, làm những cái thống kê nho nhỏ như thế nào đó, thì chúng ta có thể giao dịch theo cái tâm lý thị trường chung, hoặc là ngược lại cái tâm lý thị trường chung. Đó, ví dụ như chúng ta thấy nó hiệu quả thì chúng ta có thể là mua theo bán theo, nhưng mà khi mà chúng ta thống kê chúng ta thấy nó không có hiệu quả thì chúng ta có thể làm ngược lại. Đó. Thì cái này là tùy thuộc vào mỗi người ha. Rồi, phía dưới cùng của chúng ta đó là cái mục phiên ha. Gồm chúng ta có phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. Đó thì phiên Á là chúng ta có thị trường Úc và thị trường Tokyo. Đó, và mở cửa vào khoảng 4 giờ sáng và kết thúc khoảng 4 giờ chiều. Được chưa? Còn phiên Âu là chúng ta sẽ mở cửa vào lúc 2 giờ chiều và kết thúc khoảng 11 giờ đêm. Và cuối cùng là phiên Mỹ mở cửa vào 7 giờ tối và kết thúc vào 4 giờ sáng mai. Thì ở đây mình lưu ý là những cái thời điểm mà giao thoa, giao phiên á, thì nó sẽ có biến động mạnh. Mình lấy ví dụ như là cái thời điểm từ 12 giờ cho đến 4 giờ thì đó là cái thời điểm giao thoa giữa phiên Á và phiên Âu. Đó. Và đặc biệt cái thời điểm từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm thì đó là cái thời điểm giao thoa mạnh nhất giữa cái phiên Âu và phiên Mỹ. Thì đây là cái thời điểm mà thị trường nó hay tạo ra những cái xu hướng ha, sau những cái cú breakout. Đó. Thì khi mà chúng ta set up thời gian đúng á, thì chúng ta nhìn vào cái phiên này chúng ta sẽ thấy rất là rõ ha. Đó. Cái làn xanh này chính là cái thời điểm hiện tại được cập nhật real time này. Rồi đó là sơ lược về cái giao diện bên ngoài của trang Forex Factory. Tuy nhiên cái phần quan trọng nhất và quý giá nhất thì nó lại nằm ở đây ha, đó chính là cái phần forum. Đó, phần forum. Đó, thì trong cái phần forum này nó sẽ có rất là nhiều cái chủ đề bài viết liên quan đến chiến thuật nè, hệ thống nè, rồi những cái mẹo, những cái tip vân vân. Đó, tâm lý này nó rất rất nhiều ở trong này. Thì nếu như mà chúng ta có thời gian và chúng ta có một chút cái kỹ năng về Anh ngữ á, thì mọi người có thể mày mò ở trên này ha. Cũng có rất là nhiều những cái chỉ báo hay ho. Nếu như mọi người không tìm thấy ở những cái trang khác thì chỉ cần lên trên này và gõ search á, thì đa phần là chúng ta sẽ tìm được nó ha. Rồi cái tiếp theo đó là cái mục trader. Đó thì cái mục trader này nó hiển thị những cái lệnh giao dịch và những cái hiệu suất giao dịch của những cái trader đã liên kết với Forex Factory. Thì ở đây thì mọi người có thể thấy là cái hiệu suất giao dịch của họ là như thế nào. Thì nếu như thích ai đó thì mọi người có thể click vào ha, và xem những cái thông tin chi tiết về cái tài khoản đó, rồi cái hiệu suất giao dịch như thế nào vân vân. Đó. Rồi trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái một trong những cái trang diễn đàn
cho cộng đồng trader lớn nhất thế giới. Thì cá nhân mình đánh giá thì Forex Factory rất là hay và mọi người nên tận dụng nhiều nhất, đó là cái forum này ha. Nó dạy cho chúng ta rất là nhiều điều, nó giúp chúng ta cải thiện cái kỹ năng trading rất là tốt. Thì mọi người nên dành thời gian để khai thác cái kho kiến thức này ha. Rồi cái clip của tuần này giới thiệu về Forex Factory xin được tạm dừng ở đây. Nếu như mọi người thấy hay thì nhớ nhấn like, subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Đồng thời nếu như mà muốn Tùng Anh làm thêm những cái clip về chủ đề nào đó thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới clip ha. Mình sẽ sắp xếp thời gian và đáp ứng yêu cầu của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần tới.